Ông Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay có hai sợi dây sườn Rim Thái nha anh em. Giá của mỗi sợi là 300.000. Thì vì sao mà mình bán dây điện sườn Rim Thái rẻ như vậy? Thì hôm nay thanh lý dọn kho tiếp tục mở ra những cuộc thanh lý nha anh em, thật sự luôn. Mấy anh em trước đang dọn nhà các kiểu luôn nó hạt mà. Đó. Thì hôm nay thanh lý nhanh cho anh em nhá. Hai sợi dây điện sườn này mỗi sợi là 300. Thì anh em nào mua một lần hai sợi thì giá của nó là 500.000 nha. Đó, thì báo rõ ràng tình trạng cho anh em như vậy. Còn bao cho anh em dây điện sườn là zin heo xe. Zin heo xe nha anh em nha. Zin heo xe không phải dây điện mới. Đó, còn đang sử dụng ok. Đó, đứt thì phải có đứt một vài chỗ nhẹ nhàng thôi, không phải là đứt nặng để về không sử dụng được nha. Nói chung là dây còn khá đẹp. Đó, về giá thì 300 ngàn một sợi, cực kỳ rẻ luôn, bằng với dây Trung Quốc luôn nha. Đó, thì anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ với shop mình. Số điện thoại là 0915 434 9735. Ưu tiên anh em nào lấy hai sợi, vì hai sợi thứ nhất là vừa rẻ mà đỡ phải ship hàng cho anh em nữa. Đó, còn một sợi thì 300, hai sợi thì 500. Đấy, anh em nào mua hai sợi chung thì 500, còn một sợi thì 300 ngàn nha. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ với shop mình, số điện thoại 0915 434 9735. Dây điện sườn heo xe của Rim Thái thì mình nghĩ chắc cũng không phải giới thiệu nhiều anh em rồi. Dây điện sườn Rim Thái thì nó rất là dày, và cái thân nó rất là to nè anh em thấy không? Thân rất là to nha, to đùng mà. To mà nó dày dặn lắm. Những cái đường giác của nó rất là dày, dày dặn lắm nha. Đó, cực kỳ dày luôn. Và các cái đầu nó là có những cái dây chống nóng này nha. Đó. Đó. Đây. Đó. Chung là nó đang sử dụng bình thường. Thì tùy vào các anh em nào mà nhu cầu anh em như thế nào ha. Còn giá thì bao anh em rẻ luôn. Anh em thầy thợ hay là các anh em đang đi xe Trung Quốc, mình bị hư dây, mình có thể mua về. Còn những anh em đang đi Rim Thái mà dây nó ít quá rồi, đi mưa là nó chập cháy, đi mưa là nó hư, hay là đang chạy chết sạng, thì anh em có thể mua cái dây này. Một là về anh em thay hẳn cọng dây này vô. Còn hai anh em lười hơn thì anh em có thể sử dụng cọng dây này kết hợp với cọng dây ở nhà, thì tạo thành một sợi dây nguyên bản nha. Đó, tại vì cọng dây này những cái chỗ mà đẹp của nó vẫn còn, ví dụ như là phần đầu nó vẫn còn này, hoặc là phần lửa ha, phần lửa nó vẫn còn này, đây, phần lửa nó vẫn còn đó ha anh em ha. Đó thì đó mình nói nhanh sơ qua như vậy. Về giá thì 300 ngàn một sợi, hai sợi 500. Anh em nào mua liên hệ với shop. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.